ăn 15. Sư phụ đi về định xây cái tháp thiên nhưng mà tính bỏ 10 triệu. Ở Hàm Ninh á, nó có gọi là một cái long mạch cực kỳ quan trọng của nước Việt là Hàm Rồng. Mà sư phụ sẽ xây cái tháp ngay Hàm Rồng. Thì lúc đó năm 2015 thì nó đâu có chuyện gì xảy ra đúng không? Thời đó ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng mà. Cái gì đang lên thì Mỹ cũng bình thường, Trung Cộng mà Trung Cộng vẫn bình thường, nghe cũng vẫn bình thường, không có gì xảy ra, không có Covid luôn. Nhưng mà tôi biết trước là sắp sửa có 1 triệu người sẽ chết. Mà một người như vụ mà biết chuyện thiên cơ như vậy thì phải làm gì? Phải lo xây dựng trước. Tại vì cái tháp bằng xi măng á, với cái tháp thiên á, nếu mà cái tháp thiên mà không có xi măng nó cũng không có tác dụng nha. Nó có phải địa với thiên hợp với nhau. Mục đích cái tháp thiên á, là để cho chư thiên vô ở, mà bằng tay của người thiên xây chứ không phải bằng tay của người đời xây. Người đời có thể giàu hơn chư phụ cấp tỷ tỷ, Bill Gates nó có thể xây bất cứ gì nhưng mà không có chư thiên nào vô hết. Tại chư thiên không cần mấy cái đó. Chư thiên chỉ cần những người của thiên. Và tuy là mình nhỏ nhưng mà mấy vị tới. Còn ngoài kia có rất là người giàu có nhưng mà họ không phải là người có cái chân mệnh để xây. Mấy vị không có ngự lại, hai cái đó khác nhau. Thì tháng năm đó hội về xây tháp thiền. Xin giấy tờ tốn 500.000, nội tiền đi đứng như bao ăn uống không á. Mà cuối cùng á, quỷ ma làm sao nó khiến cho mấy cái người đó họ không có cho sư phụ xây. Tại sư phụ nói sư phụ xây xong, sư phụ giao lại nhưng mà đừng có ai thu tiền trong cái tháp này. Sư phụ giao lại cho cái huyện đó. Cái họ không chịu, họ nói anh xây xong anh giao tôi cũng làm như làm. Cái sư phụ là nó chỉ muốn thu tiền với bán vé rồi lại khác. Trở lại câu chuyện con rùa thì nó có liên quan tới cái tháp với con rùa đúng không? Nhưng mà nằm ăn giờ mới về cái bản cũng lâu á. Rồi cái có buổi trưa đó khoảng 12 giờ. Đây có cái ông ở ngay chỗ Hàm Ninh nó có cầu tàu á, cầu tàu xe tàu chạy Gạch Giá với Phú Quốc. Tàu tốc hành nó chạy 2 tiếng mấy. Mà ngay đó có cái bến tàu nữa. Có ông đó ông chài dính một cái con rùa bự vậy nữa. Bự là bằng cái bộ đòn nhẹ dài hơn nữa gấp đôi. Mà nó nặng đúng khoảng, nếu mà bưng á, phụ nghĩ cũng cỡ 50 phao, 60 phao. Cái thằng đại tử cho phụ đi đâu cũng dắt nó theo á, thằng đó nó có điển á, cái thằng tướng nó bự con á. Tướng này không nhầm gì đâu. Cái thằng mà đưa hàng lăng lên á, chỗ nó mạnh lắm. Mà nó bưng mà chừng từ đây cho tới đầu đường cũng phải để nó nghỉ mệt á. Thì phụ mua con rùa 150. Tại cái thằng đó nó biết có thằng Việt Kiều tới. Thì thay vì nó bán nó lấy tiền nhiều hơn là nó làm thịt rùa. Đúng không? Nó tính nó làm thịt rồi, nó đi vòng vòng nó hỏi em mua hoài cũng không em mua. Cái sao đi ngang chỗ mà sư phụ đang ngồi, sư phụ thấy quảng hồn. Cho nó 150, trời nó mừng cực kỳ. Đang qua chợ bán, chưa chắc có người mua mà nếu mà bán mắc nhất cũng giỏi lắm là 1 triệu là nhiêu ta? 50 đô rồi, thuộc cho nó 150 luôn là gấp 3 lần khoái. Vừa xong nó đầu ăn hành đó, nó bưng rùa nó với sư phụ với sư mẫu với nó ba người đi xuống bãi biển thả rùa. Cái con rùa nó chạy từ đây xa hơn chỗ hải chút tới cái bàn đỏ đỏ. Cái sư mẫu tự nhiên cái đầu quả hay là cái điển công chúa nói không biết. Hey du, bảo còn nói tiếng Mỹ nữa, tại quen tiếng Mỹ rồi. Hey du, chưa có say goodbye mà chạy lẹ vậy. Du, say goodbye lẹ là tiếng Việt tiếng Mỹ. Đúng không? Chạy vô ăn rồi nghe được. Nó lạng lên nó vừa thình lại. Trời ơi, vừa thình 180 độ nó quay lại. Mà nó khôn lắm, bà đứng mém mém như nước cát nè, để ngay chân bà luôn á. Sư phụ đứng cái bên không lại, mới lại nghe cái chân của bà. Nó mới cười, thù quá quả không trời, con rùa biết nghe tiếng người. Mà người Mỹ, người Việt hả? Con rùa nó cực kỳ khôn. Tại vì bà nói hai thứ tiếng, thử dụ như người Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam hồng. Tiếng Mỹ, tiếng Việt mà nghe hiểu hả? Rồi cái bà thì bà cũng vô tư lắm. Bà kêu thì cái ý bà là muốn vậy.
hẹn rồi cũng cũng quay lại cái ba dỗ anh cái mù của nó bập ba cái, nó nói thôi đi đi vậy á, mà cái nó là dè dè lại, nó lấy cái bê bê dè dè nó đi cái một đó là khoảng như giờ ta có như buổi sáng khoảng 11 giờ, tại ghe chài nó chạy buổi sáng cái thù thả khoảng 11 giờ, cái trưa trưa có 1-2 giờ chiều cái sư phụ với bà mới đi tèn tèn đi bộ ra cái miếu của chị bà. Bà biết miếu đó của chị bà, miếu của chị bà cũng cỡ này thì người ta vô bái lại dữ lắm. Thì có một thằng ở hàng xóm á, nó đi theo sư phụ mà tướng nó cũng ấm ấm, vừa đi tới tự nhiên nó lắc nhập vô cái nó lại mẹp cái đầu xuống, nó là nó lại chào thái tử chào công chúa thần, nó tiếng người tiếng Việt Nam nhập vô thì nó tiếng Việt Nam mà nó tiếng khác hơn là cái tiếng bình thường. Cái Việt Nam người ta nhập vô nhiều lắm, mấy vị thần nhập vô vô sát người thường lắm. Và thần là quy thừa tướng, mình tưởng là mình coi chuyện ở Việt Nam thủy cung là thần thoại, bữa nay mình nghe cái thằng này vừa nhập vô mà nó quy thừa tướng. Rồi nghe cái mình lúc đó thụ gì chậm nhớ ngày qua mình có thả con rùa cũng gần cái matching cái story, cái nó lại rồi cái ông nói tiếp, cái nó ngày hôm qua thần uống rượu xỉn nó nói luôn là ban chinh nói vậy đó, nãy giờ đó nó ban chinh cái ban chinh nói ngày hôm qua là thần hơi vui mà muốn rượu thịnh xỉn cho nên lỡ bị dân chài bắt, mai cũng nhờ thái tử với công chúa kịp thời giải cứu. Thần cảm kích đội ơn, đại khái là ổng cảm ơn đủ chuyện hết bàn trình. cái lúc đó cái hộ cũng như kiểu lịch sự quá, không ô không sao đó, chuyện nhỏ mà này nọ. Mà lúc đó hộ biết thù là thái tử, bả cũng biết bả còn chúa, mà cái thằng nhập vô á là mà nó chút gì là nó cũng phải thứ thiệt đúng không, nó đang nói tiếng bình thường tự nhiên nó đổi giọng á. Rồi xong cái cảm ơn lại lấy cái đầu đập vô dưới đá bụp ba cái sức ra, cái thằng đó tỉnh lại, ủa sao tôi thấy cái đầu tôi không đâu biết nó làm gì thằng á, cái nó không có gì chứ thôi đi tiếp. Tại vì hồi gặp cái cảnh đó rất là thường, cũng cái thằng đó mà cái ông họ thằng bữa hồi kể mà ở trong cái cây nhảy ra đó, hiểu không? Vô để vô cái cây á là cũng để thằng nào dễ mượn xác cho ta nhập hoài thì cũng đó. Về Mỹ nè, về Mỹ thì kiểu mình á thì cơ mình ngồi thiền thì ổng cũng nhắn, rồi mỗi lần mà đi qua bên đây mỗi cứ hồi xưa mỗi tuần chiều thứ bảy chủ nhật thì sư mẫu với hai nhỏ lên thì ngồi đó thì cho thăm gia đình rồi đó, thì ổng cũng đi theo, ổng cũng cảm ơn cũng nhiều lần đó. Nhưng mà cái mới hồi từng rồi á, bữa chủ nhật rồi á, ổng cũng có tới. Ổng nói thần cảm ơn nữa, mà ổng cứ gặp là ổng cảm ơn, ổng không có biết nói gì chứ. Ổng nói ổng có nói mấy chuyện riêng chút xíu nhưng mà nói đây kỳ quá, để bữa nào nói với Trinh riêng. Đó là chuyện quy thừa tướng có thiệt, với thủy cung có quy thừa tướng. Sư phụ khi mà sư phụ cứu con rùa là sư phụ đâu có biết là làm gì biết. Sư phụ ở bên Mỹ là tuần chiêu dần đáng trực chi mộ mỗi ngày, còn kiến sư phụ không giết thì sư phụ thấy con rùa là sư phụ quản hồn phải cứu nó liền, không cần suy nghĩ, có hiểu không? Tâm quá ngại luôn á. Sư phụ đi vô mấy cái then mà chỗ cái cầu mà nó bán đồ ăn của Phú Quốc á, nó bán đồ sống không à, nó không có bán đồ chết. Nhiều lúc á sư phụ nhiều quá, tiệm nào cũng có một cái then á mà nó chừng 50 cái tiệm sao không mua nổi. Sư phụ chỉ lựa cái then nào mà nó ế mà ít á, cái sư phụ hỏi mão, ví dụ nó mão chừng 500 đô trở lại thì ok rồi tôi mua hết,
Chứ thôi mua làm gì, mày đem ra mày thả giùm cho tao. Thì nó ít tiền thì mua làm. Còn những cái khen mà nó bán đồ bự bự mắc tiền quá mua đâu có nổi. Thế giờ mình thấy con chút chút mình biết nó rẻ tiền mình mua. Thì cứ đi thả thôi. Thả rồi đọc chú cho nên nó có chuyện mà cả một ngàn mấy con hải sâm nó nổi lên trên. 500 dịch là ở trong đất liền. Vậy là mình cúng rượu mấy vị uống mà cũng xỉn hay sao? Anh không kể không xỉn. Thì giống mình cúng ở Thiên Long Cung là mấy vị xỉn rồi cái người ta bạc thì sao? Không cúng mà là không có. Tại vì chỗ đó người trà lưới nhiều quá, với lại cái tâm của những người đó là cố tình bị bắt. Mấy con này con kia ta đang nghèo mà con, còn ở Mỹ ai đầu bắt, nó khác nhau. Cho nên là đầu thai xuống ở nước Việt làm thú cũng khổ hơn đầu thai làm thú ở nước khác. Thiệt á, nó bắt con nó thật liền á. Giờ con lấy con chó mà Việt Nam không? Con nào mập mập là nó lấy là nó đi giả cày. Con chó ở đây trâu chết chủ khóc nước mướt. Mua hòm chôm rồi đó. À, đủ chuyện á. Bữa cho hộ đi máy bay Southwest như có nhỏ đem chó lên máy bay được không? Có. Còn có thấy nhiều lúc nó bất bình luôn á. À, nó nằm im re, nó không có sủa. Mà nó cũng được ngồi trên ghế.